Xuân Quý Mão 2023 đã đến. Và thay mặt cho kênh YouTube Vũ Trụ Xe Sang, em Hằng xin được gửi tới quý đối tác khách hàng, quý anh chị những lời chúc sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Trong video đầu tiên của năm 2023 ngày hôm nay, em Hằng sẽ giới thiệu đến anh chị một mẫu xe cũng không có gì gọi là quá hot cả. Nhưng chiếc xe này lại đặc biệt ở chỗ, chiếc xe đã được anh chủ cũ nâng cấp lên rất nhiều đồ chơi tại option của chiếc xe. Và phải nói rằng đây là một mẫu xe rất thông dụng trên thị trường và nó được người dùng rất là yêu thích. Về ngoại thất của chiếc xe thì anh chị có thể nhìn thấy thì chiếc xe sở hữu màu đen và nội thất màu kem các anh chị nhé. Mặt ga lăng sao rơi với logo 3D, ngôi sao ba cánh ở chính giữa. Và đặc biệt thì chiếc xe còn sở hữu cam 360. Chúng ta có thể quan sát toàn bộ phần trên của thân xe và di chuyển thì chúng ta có thể cực kỳ an toàn anh chị nhé. Đi kèm với đó là hệ thống đèn pha multi-pin ở phần nắp capo thì được dập nổi. Khi nói về những mẫu GLC 300 thì chắc chắn các anh chị đã có thể hình dung ra được một chiếc xe GLC gầm cao, mang lại những cái vẻ sang trọng. Và chắc chắn rằng chiếc xe này thì không có gì gọi là quá xa lạ với tất cả anh chị đúng không ạ? Chiếc xe thì sở hữu bộ mâm với hình ngôi sao 5 cánh này, 5 chấu kép. Và đối với chiếc xe này anh chị ạ, thì các anh chị cứ yên tâm rằng chúng ta có đi đăng kiểm thì chắc chắn là sẽ được đăng kiểm rồi. Vì chiếc xe này thì còn nguyên zin, về ngoại thất thì gần như là không độ một cái gì cả. Chỉ có phần nội thất thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá ngay sau đây nhé. Wow, và đây chính là nội thất của một chiếc xe được sản xuất 2021 các anh chị ạ. Cái độ đầu tiên mà em Hằng nhìn thấy đó chính là loa Boommaster, loa xoay các anh chị nhé. Vô lăng thì là vô lăng thế hệ mới 3 chấu này. Và đặc biệt là trên chiếc xe này còn có cửa gió, tua bin cửa gió điều hòa. Các anh chị biết tua bin cửa gió điều hòa của chiếc xe này giống với xe nào không ạ? GLC nhưng lại rất giống với tua bin cửa gió điều hòa của G63. Các anh chị có nhận ra không? Thường thì chúng ta sẽ thấy là những chiếc xe có nội thất màu kem sẽ giúp cho cái không gian nội thất của chiếc xe gần như là rộng rãi hơn và nó mang cái vẻ trẻ trung nhưng lại không kém phần sang trọng. Tuy nhiên thì về nhược điểm em Hằng nghĩ rằng là khi sử dụng những chiếc xe có nội thất màu kem, các anh chị nhớ phải vệ sinh trong vòng từ 3 đến 6 tháng một lần nhé. Và phải nói rằng là cực kỳ giữ gìn đối với những nội thất màu kem, đặc biệt là nếu như gia đình chúng ta có trẻ nhỏ thì hãy nhớ nhắc nhở các con của chúng ta rằng là đừng bôi bẩn lên những chiếc da đã được giữ gìn cẩn thận như thế này các anh chị nhé. Em Hằng nhìn thấy thì chiếc xe này trên đồng hồ công tơ mét báo rằng mới chỉ sử dụng có hơn 1 vạn km. Đi cũng khá ít các anh chị nhỉ, sản xuất 2021 mà mới sử dụng được hơn 1 vạn thôi. Và em Hằng còn nhìn thấy thì ở cái màn hình là màn hình thế hệ mới và lại được hiển thị toàn bộ bằng tiếng Việt các anh chị nhé. Trên chiếc xe này thì phải nói rằng tổng thể về cái menu cũng như là các phím chức năng ấy thì nó khá là đơn giản, nó không rườm rà quá nhiều những cái phím chức năng nhưng mà nó lại thể hiện được cái sự tinh xảo ở trên chiếc GLC 300 2021. Có phím touchpad này, rồi là ly đựng cốc này, hộp đựng đồ này, có cả phần sạc ở bên trong. Phải nói rằng là đầy đủ, rất đầy đủ tiện ích nhưng lại được thiết kế rất là gọn gàng nhưng không kém phần tinh tế. Và bây giờ thì xin mời các anh chị hãy cùng với em Hằng lên xe để chúng ta có những cái trải nghiệm tốt nhất về một chiếc xe sau 2 năm sử dụng anh chị nhé. Cảm nhận lái đầu tiên thì em Hằng thấy là chiếc xe này cũng khá là chắc chắn mọi người ạ. Chiếc xe thì có vẻ như là đối với phiên bản mới 2021 này thì em Hằng cảm nhận được rõ cái phản hồi của cái âm thanh phản hồi của mặt đường hơn á. Bởi vì đối với chiếc xe phiên bản mới 2021 thì đã bị cắt 4 bóng hơi. Điều này thì có lẽ là em Hằng sẽ không thích bằng phiên bản cũ. Phiên bản cũ 2019 thì chiếc GLC 300 được trang bị đầy đủ 4 bóng hơi và nó mang lại những cái cảm giác lái rất là êm ái. Tuy nhiên thì đối với phiên bản mới 2021 này, chiếc xe bị cắt mất 4 bóng hơi thì chúng ta lại được giảm được cái chi phí mà khi đi bảo dưỡng xe. Nhưng mà phải nói rằng là đi một chiếc xe êm ái thì vẫn thích hơn đúng không ạ? Nhưng thay vào đấy, ở phiên bản 2021 thì được trang bị rất nhiều những cái chức năng mới. Ví dụ như là việc trang bị thêm lốp dự phòng thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được trong cái việc di chuyển ở đường xá của Việt Nam đúng không ạ? Chúng ta sẽ có sẵn những cái lốp dự phòng để không cần phải gọi cứu hộ trong những trường hợp khẩn cấp. Và phiên bản 2021 này thì còn được trang bị tích hợp chức năng Apple CarPlay, là một chức năng có thể kết nối với điện thoại. Và ở phiên bản màn hình
11.5 này thì hoàn toàn hiển thị bằng tiếng Việt. Tại phiên bản 2019 thì lại hiển thị hoàn toàn bằng tiếng Anh các anh chị nhé. Đấy là một điều cũng hết sức thú vị ở phiên bản mới đúng không ạ? Và bây giờ thì em Hằng sẽ thử tăng tốc chiếc xe này anh chị nhé. Wow! Phải nói rằng là kể cả khi tăng tốc thì chiếc xe này nó cũng không mang lại cảm giác mất an toàn cho chúng ta. Nó cũng vẫn rất là vững chắc. Chỉ tiếc mỗi là không còn êm ái vì bị mất 4 bóng hơi ạ. Cũng hơi tiếc thật các anh chị ạ. Với một chiếc xe trong tầm tài chính hơn 2 tỷ, một chiếc xe gầm cao này, 5 chỗ và chắc chắn rằng sẽ không bao giờ lỗi mốt, thì sản phẩm như vậy có xứng đáng để các anh chị lựa chọn không ạ? Nếu có thì các anh chị hãy nhớ để lại phía dưới comment cho em Hằng nhé. Và hãy là những khách hàng may mắn đầu tiên của em Hằng trong năm 2023. Xin được cảm ơn Auto HDC đã đồng hành cùng kênh YouTube Vũ Trụ Xe Sang, mang lại rất nhiều những sản phẩm xe hơi tới tay khách hàng. Còn bây giờ thì em Hằng xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.